Hello mọi người. Hello mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người một cây, đây gọi là cây trạng nguyên nha mọi người ơi. Thì cây trạng nguyên này là một loài cây mà nó không còn xa lạ gì với mọi người rồi. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người cây trạng nguyên mà nó đang có hoa luôn. Đó, hoa này, lá đỏ này, đó. Thì cái cây trạng nguyên này thì là một loại cây mà rất là nhiều người yêu thích bởi vì cái vẻ đẹp của nó này, vừa pha đỏ với cả xanh đó. Thì cái cây này thì nó có rất là nhiều ý nghĩa phong thủy rất là tốt, sẽ mang đến cho mình nhiều thành công, đỗ đạt và may mắn đó mọi người, và phù hợp để làm cảnh văn phòng này, quầy lễ tân, thu ngân, hoặc là mình để trong nhà mọi người ạ, để làm cảnh trang trí cho ngôi nhà của mình bắt mắt hơn đấy. Thì cây trạng nguyên này là một loại cây mà nó có thể có một loại tên khác như là cây nhất phẩm hồng. Đó, cây thì có nguồn gốc từ Mexico này, Trung Mỹ, Châu Phi nhá mọi người. Với cái màu đỏ nổi bật này thì nó được du nhập làm cây cảnh ở nhiều quốc gia khác nhau đó. Thì cây này thì nó phù hợp để mà bàn, để bàn này, để làm quà tặng này, và có thể là mình sẽ để ở ngoài khách sạn này, quầy lễ tân này, thu ngân này, hoặc là mấy cái chỗ mà mình có thể để ở trong nhà, phòng khách, phòng làm việc đó. Thì cây trạng nguyên này á thì được cho là một loại cây mà nó rất là nhiều ý nghĩa về tuổi học trò nè, đó. Và cây trạng nguyên này thì nó mang nhiều ý nghĩa phong thủy, mang đến cho mình may mắn này, đỗ đạt và thành công. Ở các nước phương Tây á, thì cây trạng nguyên này thì được để làm như là một cây Giáng sinh, vì cây thường sẽ nở hoa vào những cái dịp lễ mà lễ tạ ơn này. Thì nó chúng thì cái cây này nó có rất là nhiều ý nghĩa đặc biệt và được nhiều người yêu thích vào những cái ngày Tết mọi người ạ. Đó. Và thì cây trạng nguyên này ấy còn có đặc điểm nổi bật, nhưng lá phía trên của nó, phía phía lá trên của nó thì sẽ là màu đỏ, mà phần dưới này đó mọi người, phần dưới này nó sẽ là màu xanh, và ở trên phần đỉnh nó sẽ có hoa đó, màu vàng vàng pha với đỏ và xanh như thế này đó mọi người ơi. Nhiều người lầm tưởng là cái màu đỏ đấy là hoa của cây, nhưng thực ra thì đó không phải là lá, mà nó là cái lúc mà lá nó còn đang non ấy, lá non mà nó chuyển sang màu lá non mà nó có thể nó chuyển sang màu mà trưởng thành hơn ấy, thì nó sẽ ra màu xanh này. Còn màu đỏ thì nó là lá non chứ không phải là hoa của cây nhá mọi người ơi. Và lá thì nó mọc xung quanh cây trạng nguyên luôn, nên là còn có loại cây mà lá nó màu trắng nữa mọi người ạ, hồng nhạt, và rất là bán chạy và rất là ưa chuộng tại Việt Nam mình. Đây là lá non của nó chứ không phải là hoa nha mọi người, hoa của nó là cái phần đỉnh đó mọi người ơi. Đó, cây thì sẽ thường ra hoa vào những cái dịp Giáng sinh này, gần Tết, và hoa nhỏ màu vàng và có hình chiếc môi rất là ngộ nghĩnh đó mọi người thấy không. Thì cách chăm sóc của cây trạng nguyên này thì khá là dễ dàng, nhất là vào mùa mưa ở miền Nam này, hay là vào những mùa mưa ở miền Bắc, thì nó chỉ cần để ở ngoài trời nắng mà được ánh nắng gắt, và tránh những cái ánh nắng gắt là nó đủ để chăm sóc và có thể phát triển cây đó. Hoặc là mình có thể 1 2 ngày trời mưa ở ngoài cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì trồng ở trong đất như thế này thì vẫn phải thích nghi và không cần che chắn, như cây sẽ ít ra lá đỏ hơn nha đó. Còn bình thường thì cây trạng nguyên này để ở trong nhà hoặc là trước hiên nhà, mái che, thì người ta cần chú ý những cái điểm như là về nhiệt độ này,
thì nó nhiệt độ sẽ tốt cho cây trạng nguyên phát triển đẹp từ là từ 16 đến 22 độ C, và ở nhiệt độ dưới 10 độ ấy thì lá rụng và tàn đi, hoặc là ở nhiệt độ trên 25 độ C thì cây sẽ ở dưới nắng bóng rơm này, ban ngày thì ở dưới ánh nắng mặt trời, và buổi tối ánh sáng vào buổi tối ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến việc ra hoa của cây rất là nhiều, nên là mình phải chú ý nha mọi người. Và để cây có thể ra hoa tốt thì mọi người hãy có để cho cây có thời gian nghỉ ngơi, và nó có thể có thời gian mà nó có thể hấp thụ ánh sáng rất là tốt thì nó mới có thể ra hoa đẹp nha mọi người. Về nước thì luôn giữ cho cây có độ ẩm đất nhưng mà không để cây ướt, không để cây mà không không để cây không để đất nó ẩm quá, ướt quá. Nếu để cây ngoài trời 2 ngày mới tưới một lần thì đối với cây trong nhà thời tiết không nóng và khô hanh thì 1-2 tuần thì tưới 2 lần đó. Chú ý là tưới nhẹ ở phần gốc cây, không tưới sũng nước để dẫn đến thối cây và chết cây nha mọi người. Mà là về thứ ba là về phần đất trồng cây thì chúng ta có thể lấy một cái loại đất như là đất đất tơi xốp nè, than mùn nè, và có thể trộn với cả chậu này, sơ dừa đó, để cho cây có thể thoát nước tốt và để cho đất nó thể thoát nước tốt và cây không bị úng rễ là được nha mọi người. Ngoài ra thì cây cũng có thể trồng ở ngoài vườn được, và trồng ở ngoài trời thì gần như là không phải chăm sóc nhiều đâu, nó có thể sống theo tự nhiên đấy mọi người. Về bón phân thì cây thì rất là nhạy cảm với cả phân bón, nên là nếu mà bón phân nhiều thì sẽ dễ cho cây bị cháy rễ này, sốc thuốc. Vì vậy nên là mình bón ít và bón theo kiểu là theo định kỳ, và tránh bón vào những cái lúc mà trời nắng gắt, nắng nóng quá nhá mọi người. Và cây ấy, thì cần phải có đầy đủ hoa và càng đẹp càng đậm màu sắc nè, và nó sẽ lâu tàn đi đó mọi người. Và cây này ấy, thì có mấy phương pháp để mà mình có thể nhân giống cây được đấy mọi người ơi. Thì nhân giống canh thì mình ví dụ sẽ mình sẽ là nhân giống bằng cách là chiết cành hoặc là dâm cành, hoặc là trồng bằng hạt đấy mọi người, chiết cành, dâm cành và trồng bằng hạt được đó. Thứ nhất là về phương pháp mà dâm cành thì nó là một loại phương pháp mà nó phổ biến nhất rồi, nên là mình sẽ nói sơ qua về cái phương pháp mà dâm cành nha mọi người. Thứ nhất đó là mình sẽ chọn cái cành dâm mà nó bánh tẻ nè, không già quá mà cũng không non quá, nó là vừa vừa trưởng thành ấy, thì mình chọn cái nhánh đó. Và về chiều cao thì mình sẽ lấy khoảng là tầm 15 đến 25 độ, 22 cm, và không cắt dưới, không được cắt từ các cái cây trạng nguyên mà được làm chọn làm giống đó. Cây trạng nguyên phải sống đảm bảo khỏe mạnh nè, và nó có thể có những cái cây mà nó không bị sâu và sống khỏe thì mình mới có thể dâm cành được nha mọi người, và nó phải phát triển tốt đó. Sau khi dâm cành thì mình sẽ để cho 2-3 ngày để cho cây khô đi thì mình mới bắt đầu tiến hành dâm cành. Để bước 2 đó chính là trộn giá thể và dâm cành đó. Mình sẽ để cho cây nhựa khô đi, những cái viết cắt đi, và tiến hành cắm cành vào cái bình mà cái chậu mà mình đã chuẩn bị ấy, để chuẩn bị mình dâm cành đó. Và mình sẽ nhiễm khuẩn, để tránh nhiễm khuẩn thì trước khi cắm thì ta sẽ ngâm qua nước vôi khoảng 3 đến 5 phút để kích ra rễ, và sử dụng ngâm cành và dung dịch kích rễ nhúng trong vòng 3 đến 5 ngày, sau đó vớt ra và cắm vào bình ươm đó. Bước 3 đó là mình sẽ đưa vào chỗ mát mẻ, ánh nắng nhẹ để cho cây có thể thoát nước và rất là thoáng mát nha mọi người, giữ ẩm đất và không được để cho cây bị thối rễ nhá và thối thân đó. Thì đó là một số thông tin về cái cây trạng nguyên này, về cách chăm sóc này,
cách dâng cành này, cách tưới nước và ý nghĩa của nó nha mọi người. Đó, mọi người mà có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp tại showroom Cây Đời, ngay 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nha mọi người. Mình có để địa chỉ và số điện thoại ở trên mốc góc trái màn hình thì mọi người có thể liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cho mọi người kỹ hơn về cây này. Và đó thì clip của mình thì cũng đến đây là kết thúc rồi. Thì mọi người có thể là mọi người cho mình xin một nút chia sẻ này, một nút like đó và subscribe nha mọi người ơi. Đó, subscribe, like và chia sẻ cho Cây Đời nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.